Xin chào các bác nhé. Xin chào các bác đang xem kênh Lan Rừng Cường Hiền. Hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 2020. Em lại có một cái video bán hàng chia sẻ cho các bác, cô chú, anh chị một số giống. Hôm nay có mắt cua này, mắt đỏ, tố đan, cửu long, mắt trâu, tre là Phú Thọ. Đấy, hôm nay có bấy nhiêu mặt hàng để tới bán cho cô chú, anh chị sưu tầm. Em sẽ vào quay luôn. Đấy, vậy em vào cái hình số 1 luôn. Hình mắt cua Hòa Bình. Đấy. Cái kỳ này phải nó trên 10 sen đấy. 12 13 sen. Mắt cua Hòa Bình. Kỳ rất đẹp, dễ rất khỏe, thuần chậu. Thuần chậu. Vẫn còn một mắt ngủ nhá, cái này vẫn còn mắt ngủ. Đấy, đẹp thuần chậu. Đây, trước khi bán mắt cua em cho các bác xem mặt hoa, nhiều bác mới chơi. Đây bán đây mắt cua Hòa Bình ạ. Nó không nét được nhỉ. Đấy, mắt cua Hòa Bình ạ. Mắt cua lại có mắt phải đấy. Đấy, mắt cua đấy ạ. Cái này em bán bảo hành mặt hoa cho các bác. Đấy. Cái hình số 1 này em bán với giá là 400.000. Nó là mười mấy sen ạ. Như cái mắt cua này năm ngoái thì bán là 1 triệu mấy. Mấy kỳ này. Thì nó tốt này. Dễ khỏe, còn một mắt ngủ. Hình số 1 400.000, mắt cua Hòa Bình. Em chuyển sang hình số 2. Cũng vẫn là mắt cua. Đấy. Cái này cũng dễ rất khỏe. Cái này cũng tầm 10 sen đấy. 10 sen. Tầm đấy. Vẫn còn một mắt ngủ ạ. Vẫn còn mắt ngủ đấy ạ. Cái rất khỏe. Hình số 2 em bán giá là 350.000. Vẫn là mắt cua Hòa Bình. 350.000. Em chuyển sang hình số 3. Hình số 3. Con này tốt. Con này tầm 13-14 sen đấy. Dễ rất khỏe. Dễ rất khỏe. Vẫn còn một mắt ngủ ạ. Cái này vẫn còn một mắt ngủ. Nhưng bán giá là 400.000. Cho hình số 3. Rất đẹp. Dễ quá khỏe. Em chuyển sang hình số 4. Một kỳ này em tách là có dễ khỏe rồi. Tách ở cái những cái chậu này là hai kỳ em tách ra. Có bác dễ sưu tầm. Kỳ này em bán giá là 150.000 vẫn còn mắt ngủ. Rồi hình số 4. 150.000. Dễ rất khỏe. Em chuyển sang hình số 5. Vẫn là mắt cua Hòa Bình. Mắt cua Hòa Bình. Cái này vẫn còn mắt ngủ ạ. Thần rất to đấy ạ. Vẫn còn mắt ngủ to lắm. Thần to lắm. Cái này chắc là tầm 8-9 sen. Em bán giá là 350.000. Cho hình số 5. 350.000. Em chuyển sang hình số 6, vẫn là mắt cua Hòa Bình. Đấy, có một cái kỳ lên từ cái cuống hoa. Đấy, các bác cái kỹ thuật làm kỳ cao. Kỳ lên từ cuống hoa luôn. Nam Phú Chùa anh làm kỳ từ cuống hoa luôn. Hai cái cuống hoa ra của cái kỳ. Đã dễ khỏe rồi. Cái kỳ mắt cua này em bán giá là 50.000. Các bác nào mới chơi ít tiền, 50.000. Em chuyển sang nay có 3 đơn mắt đỏ. Đấy. Đây mắt đỏ Hòa Bình ạ. Mắt đỏ bảo hành chuẩn mặt hoa đấy, hoa sổ tại vườn. Em chuyển sang hình số 7 là mắt đỏ Hòa Bình. Rồi cái thân này này. Dài tầm hơn 20 cm.
Con này sen quá cao luôn, quá tốt luôn, quá khỏe luôn, hơn 20 sen này, quá cao luôn, quá cao rồi. Dễ rất khỏe ạ, dễ quá khỏe luôn. Mã đỏ Hòa Bình ạ, mã đỏ cánh bầu đại ạ. Hình số 7 này em bán ra 600.000. Đấy, này có 3 đơn đồng giá. Em chuyển sang hình số 8 là mã đỏ. Hình số 8 dễ rất khỏe rồi, cũng tầm cao 2 cây cao như nhau, 3 cây cao như nhau, 3 cây cao như nhau. Găng tay này, găng tay em 22 phân này. Đây nó phải hai tầm 24 25 phân. Đó, 24 25 phân. Cây rất tốt ạ. Cây này năm ngoái phải tầm 3 4 triệu. Giá năm ngoái căng. Năm ngoái toàn bán 2,5 một sen. Cây này phải 5 triệu. Hình số 8 em bán ra 600 nghìn. Mã đỏ mày xuống giá kinh khủng. 800 nghìn. À 600 nghìn. Hình số 8. Đó, dễ cực khỏe nhá. Dễ phóng như điên. Em chuyển sang hình số 9. Vẫn là mắt đỏ. Đấy, cây này thì chắc hơi ngắn hơn một cây kia một tí thôi. Cũng ngang nhau. Cây đang đi ngọn nó khỏe. Hình số 9 em bán giá là 600 nghìn. Vẫn mắt đỏ. Em chuyển sang hình số 10. Hình số 10 là một cây tô đan. Đây. Một bông này. Tô đan này thì em lấy của anh Nam Phố Chùa. Cây thì hoa sổ tại vườn này. Đấy. Mặt hoa của tô đan, mít tô đan này. Bông cánh bầu, vai ngang, cánh cân rất đẹp ạ. Đấy, đẳng cấp. Cái này tố đan này thì khi này chắc là tầm 6 sen đấy. Vẫn còn một mắt ngủ nó bé nên nó không cắt. Đấy. À không phải, cái mắt này khả năng hỏng quá rồi. Khả năng cái mắt này hỏng quá rồi. Dễ thì bắn kinh khủng như mạ luôn. Dễ quá khỏe, cây này quá khỏe luôn. Cái hình số 10 này tố đan này bán giá là 1.700.000. Đấy. Tố đan này nó cũng rất hiếm ạ. Năm ngoái nó phải tầm 300 một sen ấy. May thế là rẻ rồi. Kỳ thế làm rẻ. Em chuyển sang hình số 11. Vẫn là tố đan. Đấy. Kỳ này cũng rất khỏe. Dễ khỏe này. Đấy. Hình số 11. Cũng 1.700.000. Vẫn là tố đan, mít tố đan. Là tròn là mít. Em chuyển sang hình số 12 là có một cái mắt ngủ của tố đan. Mắt đã sưng lên rồi. Mắt đã sưng lên rồi. Mắt đã sưng lên rồi các bác nhá, mắt này đã sưng lên rồi. Mắt nó lồi lên rồi. Đấy, nó lồi lên rồi. Mắt này lồi lên rồi. Mắt này em cắt được cái thân này già ra này. Cắt được cái thân dài ra. Có một cái mắt này, bán cho các bác nào ít tiền thì sưu tầm. Mắt này lồi lên là lên chắc, về cắt ra là lên là chắc. Mắt nó mắt số 12 này em bán giá 300.000. Có một mắt dòng tố đan. Em chuyển sang hình số 13 là dòng cửu long cao phong. Đấy, mặt hoa của cửu long cao phong đây các bác nhá. Cánh bầu 24 giờ không ngủ, dòng thân thủ thân to ấy. Thân lá đẹp. Hình số 13 là một cây cửu long cao phong, cây này chắc tầm 9 đến 10 sen, vẫn còn mắt ngủ. Cửu long cái này vẫn còn mắt ngủ. Cây cắt khúc tự nhiên rất khỏe, dễ khỏe thuần trọng. Cây hình số 13 này em bán giá là 900.000. Hình số 13 cửu long cao phong. Các bác lưu ý là hàng thuật là nó có sẽ giá chuẩn. Còn các bác mà tham rẻ, các bác sẽ bị mua những hàng nó sai cây, nó không chuẩn. Ngày mai về chăm sóc, mất công chăm sóc. Nếu các bác tham rẻ nhiều là các bác có ngày mai tương lai để nó ra hoa thì các bác lại phải mua sai hàng, ra hàng vườn sai đấy. Thì các bác chơi lan đấy các bác chán luôn. Thứ hai là nếu mà các bác mua chuẩn thì
có đắt, có chuẩn, nó không phải là đắt mà nó là chuẩn giá thị trường. Sau này các bác nó lớn, các bác cây nó lớn, các bác có thể nhân giống bán hoặc chia sẻ để gỡ vốn. Còn các bác mua, các bác tham rẻ, các bác mua cây sai là các bác sai lầm. Đấy là quan điểm của em. Đấy hình số 13 này em bán ra 900.000 kiểu long cao phong. Những cái ghi kiểu long cao phong như này mà nó bán lừa nó chỉ bán được 150.000 thôi. Các bác chưa biết về dòng lá kiểu long cao phong là nó rất dày mà nó dài bóng. Đấy. Em chuyển sang hình số 14 vẫn là kiểu long cao phong. Đấy. Hình số 14 vẫn là kiểu long, có vẫn còn mắt ngủ nhé. Bác nào về tận dụng cắt cái này đi, ươm lên một cái này. Cái này bé nên là cũng muốn bán ít rẻ tiền, rằng nó rẻ tiền. Cái này các bác cắt cái này đi, cái này nó sẽ lên. Cái hình này thì nó hơn 10 sen đấy, 10 11 sen. Dễ khỏe thuần trọng. Bán với giá là 1 triệu đồng cho hình số 14 kiểu long cao phong. Em chuyển sang hình số 15. Là có 2 cây ám mắt châu Phú Thọ. Hình số 15. Đây mặt hoa của ám mắt châu Phú Thọ đấy ạ. Đấy. Mặt hoa của ám mắt châu Phú Thọ. Kỳ năm nhất này nó tốt ngật. Đây. Nó phải tầm 35-37 phân. Cái này 35-37 phân. Nó tầm 35-37 phân. Dễ rất khỏe rồi ạ. Dễ khỏe rồi. Hình số 15 này em bán giá là 1.100.000 cho hình số 15 ám mắt châu Phú Thọ. Em chuyển sang hình số 16. Cái cây này là chắc tầm 25-27 sen, tầm 25 sen, 6 sen. Cây mắt châu này rất khỏe, dễ rất khỏe rồi nhá. Hình này em bán giá là 1.000.000, hình số 16 ám mắt châu Phú Thọ. Rồi, 1.000.000, cây này bán 1.000.000. Tiền nào của đấy các bác nhé. Con này nó khỏe lực. Đấy, các bác mà tham rẻ mua giống thì tham rẻ là các bác sẽ mua được cây khỏe. Em chuyển sang hình số 17. Là em bán dòng tre núi ngọn của Yên Lập Phú Thọ. Đấy. Mặt hoa của tre tím núi lợn núi ngọn của Yên Lập Phú Thọ đấy ạ. Cái này tre tím như tím Huế đấy, dạng như tím Huế ấy. Bông tre tím sáp. Đấy. Dòng này đi ngọn này, nó là tre đua ngọn, nó đua ngọn. Nó đi ngọn rất khỏe. Khỏe như tre. Cái này thì nó còn bán 2 kg này. Đấy, cái hình số 17 này. Còn rất nhiều mắt ngủ nha, có những mắt ngủ nó sưng lên rồi. Sưng lên rồi các bác về mà cắt chơi. Cắt ra các bác nhân lên. Hình số 17 này em bán với giá là 200.000 cho hình số 17. Kỳ dễ khỏe, lực đẹp. 200.000. Em chuyển sang hình số 18. Cũng 2 kỳ. Rất khỏe. Vẫn là dòng tre Yên Lập. Em bán với giá là 200.000 cho hình số 18. Em chuyển sang hình số 19. 19, đấy. 19. Cây này rất khỏe. Một cây bé, một cây to. Vẫn dòng tre Yên Lập Phú Thọ. Em bán với giá là 150.000 phút. Đấy, 150.000 cho hình số 19. Hình số 19, 150.000. Em chuyển sang hình số 20. 20 vẫn là dòng tre Yên Lập Phú Thọ. Đấy. Cái này có một cây, dễ khỏe. Đấy. Em bán giá là 120.000 cho hình số 20. Đấy. Em chuyển sang hình số 21. Vẫn dòng tre là Phú Thọ. Dễ khỏe thôi. Con này dễ khỏe. Em bán với giá là 200.000 cho hình số 21. 200.000. Em chuyển sang hình số 22. Vẫn 2 kg tre Yên Lập Phú Thọ.
Đấy. 22. Hình số 22 này em bán giá là 220.000. Thì cho hình số 22 220.000. Hôm nay có 22 đơn hàng gửi đến cô chú anh chị sưu tầm. Các bác có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại là 0349 581 888 3 số 8 ấy. Xin cảm ơn, chào các bác.